Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dị vui uống rượu và các chất say. Vika cha ko cha na vedamani sikha padang samadhi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sải giờ. Nancha gita vadita visukha dansana malagantha vilepanna dharana mandana vipusanantana venamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đèn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa, vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Uccha sayana, maha sayana, vedamani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Măng ăn thăng gác sa măng na ca tăng buôn thăm văn nha tăng u phô sa tăng ít măn cha la tin ít măn cha bi hoa sang sang ma đê hoa a vi răng khi tung sa ma đi nhà mi. Chúng con xin thọ trì tam nguyên và bát quan trai giới nơi tam bảo, chọn đủ tám điều của Đức Phật đại giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu được gieo giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Tasika badane upo satasila vase la iman charating iman chariwa sang sa thukang katoa ambamade na samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng bằng diễn hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon tì, sì lê na phô ca sâm bá đà, sì lê na lê phô tinh yon tì ta sma, sì lăng vị sô thát dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Xa thức lầm thai. Untamang ge na wan de ham pa da phang su va hân ta mang bun te yo kha li tu do su bun thu ka ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na quan đề hằng thẩm ban cha đuôi thăng quá răng thẩm mê yo kali tu đô su thẩm mô kha ma tu tăng mạc măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghe na wan de hang san khan cha du vi thon ta mong san khe yo kha li tu do su san ku ka ma tu san ma mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Chí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Chirat ming me buddha se tho sari putto chirat ki ne wa mang se mokka la no purato vidakat te yang bachi me mama anandina sa wa chatur disa samanta
Lokabala chinda deva sa pramaka e te sang anu pha ve na sập về phải giao bạch đá hoa này can ta ra gia pi vi na san tu a se sa tô đức Phật ngự trên đầu vai mặt sa lợi Phật vai trái kiền liên hầu trước mặt là thâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Sakatoa Buddha Ratanang O Sa Thang O Tamang Quá Răng Hi Tăng Đề Quá Manu Sa Năng Buddha Tề Chê Na So Thế Na Na San Tu Vật Đa Hoa Tập Bề Đục Kha Vu Bất Sa Mên Thu Tê Sakatoa Thầm Ma Ratanang O Sa Thang O Tamang Quá Răng Bà Rì La U Bất Sa Mên Năng Thầm Ma Tê Chê Na So Thế Na Na San Tu Vật Đa Hoa Tập Bề Phát Gia Vu Bất Sa Mên Thu Tê Sakatoa Sang ta ra tận năng ô sát thân ô tâm mang quá răng ảo nay dân báo nay dân sẵn khá thể chê na sổ thi na na sanh tu vật đá hoa tập bề rô ga vu vắt sâm bền tụ tê nguyện cầu quý đức Phật bảo nguyện cầu quý đức Pháp bảo nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mong mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sa thứ sa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân ngài Chí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Dân kinh ki cú sa lăng cầm măng ca tất băng ki ít dân ma ma ca ye nát hoa cha ma nát sa ti tất se sư ca tăng ye san ta san ni nô a thi ye cha san ta a san ni nô cánh tăng phù nhập a lăng mây hằng sắp tê pha khi phá hoàn tư tê ye tăng ca tăng su vi ti tăng đinh năng phù nhập a lăng ma ya ye cha tán tha na cha nam ti đề hoa can to ni quê na dương sắp về lo khăn khi ye sắn ta chỉ quan ta ha ra hệ tu ca mạnh nhun năng phụ cha năng sắp về lo khoan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh thọ hữu nhân dân ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng nhân ba chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý uẩn dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạnh trường xin thâu phước báo cũng nhường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, lõng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu hư sanh. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa kinh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện giữ gìn tam học giới định tệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tấn không giải nải, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhát thi đằng hồn tức xuất khí tà hồn tức nhà tất vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quán vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng quát tê mê phùn nhân a sa quát khá và quát hằng hồn tức. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi
nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý sư, sư Pháp Trang và quý bà, quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài Pháp Thể Kinh An đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng phước này đến chư thiên nửa mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính xin chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phùn nhân ni bàn nát sa bát chát vô hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Dạ. Giờ lễ bái Tam Bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Giờ thầy Kim đã vào trong lớp, con bây giờ mình đến giờ học vi diệu pháp cùng với thầy. Con kính mời quý đạo hữu cùng con kính pháp sư. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Nam mô Tha Sa Pha Ga Wa Tu Arahatu Samma Samputasa. Nam mô Tha Sa Pha Ga Wa Tu Arahatu Samma Samputasa. Nam mô Sa Pha Ga Wa Tu Arahatu Samma Samputasa. Brahma jaloka thipati sahampati Chattan jali anthi warang ayajata Santi thasantapara chakajatika Dese dutamang anukang vitmang pachang Santhamma pevin vinayan jakayam Suntam japantam apitam majamam Akotayantu chatusachadandam Papotanaye parisayamatje. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoáng, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyền lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các ngàn đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiệu trần như, được nếm hương vị hữu dư niệm bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân vỗ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, với nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Phật Thà Giá. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Và kính lễ chư tôn đức tăng trong rung. Thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Thì rồi học tập Nhị Nhân Duyên tới đâu rồi quý vị? Hình như tới Ái Duyên Thủ rồi phải. Ai còn nhớ sao? Ái Duyên Thủ xong ha. Rồi, ok. Thủ Duyên Thủ. Ok. Rồi, trước khi vào buổi học, ta cùng nhau tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami.
Sappatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Samma sambuddhamatulang sacchadhammaganuttamang abhivadayapassassang abhidhammasasanghang. Con xin thành kính thành lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật. Dạ, như công đức cùng quý vị. Trước khi vào học bài chính thức, chúng ta cũng dẫn nhiều thực lệ ha, đọc Pali trước, rồi sau đó rồi chúng ta đi vào bài. Rồi xin mời cô Diệp Quỳnh post bài, mời tất cả quý vị ha, hoàn nghỉ cùng ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu và cảm ơn cô Kim Nhung, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, Quý Bảo với cô Tu Nữ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 3. Tát tha ta yô ách tha đoà đa sẵn gà ni quỳ sát ta ca ra ti sẵn thi chát tu sẵn khề bồ tì ni quách ta ni đề mù là ni chát huệ đi tập bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng áo quýt cha sang khá ra á tì tô ạch tha cha tí cha ra ma ra nàng a na ga tô ạch tha mắt chê ạch tha bắt chúc anh nê ạch tha tí ta vô ạch tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara vijnana namarupam salayatana phatso vedana tanha upadana phavo jati chara marananti doada sangha nisoka diwa chanang banetta nitsanda phalani datsanang. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn xúc, thọ ái, thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, như vậy con đã đọc xong. Con kính cảm ơn Thầy và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post mai. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ Thầy Kinh, con kính lễ quý vị sư, quý cô tu nữ, anh chị. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài. Đoạn 4. Avijja sankhara gahane na banetta tanho badana pha quản ti ta thà tần hồ bà đà na pha quát ga ha nề na cha a quy cha ra cha ti cha ra na tình nhà na đi pha mề qua ga hi tần ti ca tòa
Khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được làm. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ta ni pha la bành cha càng y đà ni hệ ta vô bành cha à gia tình pha la bành cha càng ti quỳ sa tà cà ra ti sàn thi cha tu sàn khề bà cha phát hoàn ti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai tà năm nhân trong hiện tại và năm có 20 phương cách, ba mẹ hạ. Đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn bài. Xin mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang. Kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 5. Avijja tăng hồ pa đà na chắc kí lệ sa vá tăng cầm na pha vá sang khà tổ pha vệ ca đề sô sang khà ra chắc cầm na vá tăng upapap pi pha vá sang khà tổ pha vệ ca đề sô a vá sê sa cha vi pa ca vá tàn tí tì ni vá tà ni Avijja tăng hà vá sê na bề mù là ni cha vệ bi tắp bà ni. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapap tí phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tê sa mê quá chá mù là nàng ni rô thề ná ni rút chá tí chà ra má ra ná mút chà giá tì lý tà ná má thình há sồ à sa hòa nàng sa mút tà đà ái chà chá bá quá tá tí quá tá mà bàm thá mít chề hoàng tề phù má cá má nà lý cằn bà tít chá xanh múc bà đồ tí bát tháp tề xí má hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những thân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh, xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tâm giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Và con đã đọc xong, kính tri ân thầy Kinh, kính cấp cho ân đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy Kinh và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Đoạn 3. Tát thát ta yô át thà đoà đa sang gà ni vì sa ta ca ra tí sang thi cha tu sang khê phô tì ni quát ta ni đuê mù la ni cha quê đi táp bà ni. Nơi đây, đó là định luật tùy thuộc phát sinh. Nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các tham, avijja, sankhara, atito, attha, jati, chara, maranang, anagato, attha, macche, attha, pachupanne, attha, ti, ta yo át thà. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy
có ba thời kỳ: Avijja, Sankhara, Vijnanang, Namarupang, Salayata năng, Phát Sô, Vedana, Tanha, Upada năng, Phá Vô, Trà Ti, Chà Ra, Maranang Ti, Đoà, Đa Sang Gà Ni, Sô Ca, Đi Qua Chà năng, Panetha, Nít Sành, Đa Phá La Ni, Đa Sa năng, Vô Minh, Hành, Thiện và Bất Thiện, Thức Tái Sanh, Danh Sắc, Lục Căn, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão và Tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta thán, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô trường nữ và thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc tiếp động bổn. Avijja sankhara gahanena panettha tanghu padana phava bhikkhita bhavanti tattha tanghu padana phava gahanena cha Avijja sankhara jati chara marana gahanena cha vijnana nipala pancha kameva gathi tanti kattva. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te het vu pancha idani phala pancha kang idani he ta vu pancha ayatin phala pancha khanti visaka visata kara ti santi chatut sankhe pa cha pha vanti. Như vậy có 1. Năm nhân thuộc về quá khứ, 2. Năm quả hiện trong, năm quả trong hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính mời cô Thanh Hoàng. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và quý đạo hữu, con xin đọc. Alo, alo, con xin đọc bài ạ. Đoạn 5. Avijja tan hu pa da na cha ki le sa wa wa tăng cầm ma pha qua a sành kha tổ pha quê ca đề sô sành kha ra cha ca ma cha cầm ma quát tăng upa ti pha sành kha tổ pha quê ca đề sô a qua sê sa cha quy pa ca quát tăng ti quy ti quy quát ta ni a vi cha tan ha wa wa se na de mu la ni cha we di ta pa ni. Ba chuyển luân là vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Một là phần của sự trở thành phá hóa hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất. Trong hiện tại, phá ra hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới. Appa, appa, pa, tiếp,
pha quá, phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân, một tế xa, tê sám, mê quá trá, mu la năng, ni rô thê ná, ni chút chá tí, ni rút chá tí, chà rà ma ra na múc chà gia pi, tì lý tà nằm, na ma phi, phìn ha sô as, à sa hòa năng, Samupada avicca cha pavattati vattama ba banthamicche vante phuma kammana dikang paticca paticca samuppado ti patha patha pe simaha Muni. Tóm lược bằng cách tận những thân này, vòng quanh luân chuyển, chấm dứt vô minh xuất phát từ những ô nhiễm, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng tăng, gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích những tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong những tam giới như thế ấy, định luật tùy thuộc phát sanh. Con đã đọc xong ạ, con có sai, con xin thầy và quý đạo hữu sửa cho con. Xin mời bạn niệm từ, con xuống mic ạ. Dạ. Nam mô Bụt Đà Dạ. Nam mô Sang Kha Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính đảnh lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn sư Diệp Quỳnh đã post bài học hôm nay và con xin đọc bài học hôm nay đoạn 3. Tát thá tá vô át thà đồ đa sằng gà ni vị sa tà cà ra tí sằng thi cha tu san khe bồ tì ni vắc tà ni đuề mà lạc mu la ni cha về đi tóc bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc pháp sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Thầm Avicca sankhara atito attha jati jara anang anagato attha macche tha bak chup panne attha ti tayo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avicca sankhara viññānaṃ nāmarūpaṃ salayatanaṃ paso vedanā taṇhā upādānaṃ pavocca ticchara maraṇaṃ ti dosaṃsaṅghāni sodādivacchanaṃ panettha Nissan Tapalani Dasanang. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong, con kính cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Đà Dạ. Niệm từ mời quý vị lên đọc bài tiếp hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Con cảm ơn đạo tràng để cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 4. Avijja Sankhara Sankha Ragga He Napanetha Tan Hu Pa Da Na Pha Hoa Pi Ga Hi Ta Pha Hoàng Tí Ta Tha Tan Hu Pa Da Na Pha Quắc Ga Ha Nề Na Cha Avijja Sankhara Cha Tí Cha Ra Ma Ra Nắc Ga Hi Na Cha Quỳnh Nhà Na Đi Phá La Bành Cha Ca Mề Quá Ga Hi Tàn Tí Ca Tòa. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he tau go pancha ida ni phla pancha kang ida ni he tau go pancha ayatin phala pancha kam ti vi sata kara ti san thi cha tu san khe pa cha pha hoàn ti. Như có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con kính tri ân thầy, con xin phép được xuống mic, con kính chứng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc tiếp bài ạ. Đoạn 5. Avijja tang hu ba da na cha ki le sa wat tang kam ma pha wat sang kha to pha we ka de so sang kha ra cha kam ma wat tang Upapatti pha wa sang kha to pha we ka de so awase sa cha vi ba ka wat tan ti ti ni wat ta ni avijja tan ha wase na due mu la ni cha we di tap ba ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành, phá hóa, hữu, được biết là những hành và những sinh hoạt tâm linh, thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành, hữu, được biết là kiếp sống mới, upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Một cha mà bành tha mít chê quăng tề phù má cầm má nà đi cằn ba tít cha sa múp bà đồ. Dạ, hình như máy của con nó mới bị... Dạ, con xin đọc lại ạ. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, Tê sa mê quá cha mù là nặng ni rô thề na ni rút cha tí cha ra ma ra na mút cha giá bì lý tà na má phình hát sô
sawa nang samupada awicca cabawattati. 2. Wattama manthamicce wang te fu mak kamana dikang. Patticca samupado tibatta besimaha muni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển, chấm dứt, vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ con đã đọc xong, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, không thấy có bàn tay bị nào nữa. Dạ, con xin được ôn bài ạ. Cảm ơn. Dạ, con xin được ôn bài. Đoạn 3. Ta tha dô a tha đo đa san ga ni vi ta ca ra ti san thi chất tu san khe bồ ti ni qua ta ni đội mụ là ni cha quê ni tát ba ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, hai phương cách chia làm bốn nhóm, ba sự liên, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn. Ca thằng Avicca Sankhara Atito Athacha Tichara Maranang Anagato Athamache Athapachupanne Athatitayo Athah.
Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara viññānaṃ nāma rūpaṃ salāyatanaṃ phassa vedanā taṇhā upādānaṃ pavocati chara maraṇaṃ tiddhe nan tiddo asankha saṅgā nisokā dicca divacanaṃ panathanisan napalanidassanaṃ. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, hữu, thủ. Hữu sanh, lão và tử là 12 chi. Những sanh, những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Và đoạn ba đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và kính tri ân thầy kinh. Chắc có lẽ giống như Kim Nhung nói là Nhật Quỳnh bao chót rồi. Dạ Nhật Quỳnh, ô con chị Mata hả? Dạ kính mời chị. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sanh Thầy. Dạ cho con đọc tiếp đoạn 4 đi. Dạ. Đoạn 4. Avijja sankhara gahanena banetta tanho badana phawa bigahita phawanti tatha tanho badana phawakya hanena cha avijja sankhara cha tichara marana gá ha nề na cha quỳnh nhà na đi pha la bệnh cha ca mề quá gá hi tàn tí cách tòa nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó cùng thế ấy. Khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tì tê hê ta vô bành chi đà ni pha la bành cha căng y đà ni hê ta vô bành cha à quá tình pha la bành cha cành tí quỳ sa ta ca ra tí sanh tí cha tu sanh khê ba cha pha quanh tí. Như vậy có một, năm nhân thuộc về quá khứ và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại và bốn, năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ có ai đọc nữa không? Nếu không thì cho Metta đọc luôn đoạn 5. Dạ xin, dạ con xin đọc tiếp đoạn 5 luôn. Đoạn 5. Avijja tăng hô ba đa na cha ki lê sa vạch tăng cầm ma pha hoa sang kha tô pha huệ ca đề sô sang kha ra cha cầm ma vạch tăng u ba bát ti pha hoa sang kha tô pha huệ ca đề sô
Awa se sa cha vi ba ca vat tan ti ti ni vat ta ni. Awit cha tăng ha wa se na duệ mu la ni cha vệ tập ba ni. Ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới. Upapatti tí phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề sa mê quá cha mù là năng ni rô thề na ni rút cha ti cha ra ma ra na múc cha ya bì li ta na ma phình ha sô a sa wa năng sa múc ba đa a vít cha cha ba quát ta tí. Hai, quát ta ma bành ta mít chê quăng tê phù ma ca ma na đi căng ba tích cha sa múc ba đồ tí ba ta bê si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những ô nhiễm, từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính cảm ơn thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Xa thứ, xa thứ. Rồi mít ta rất là quan hỷ. Chịu khó đọc hết ba đoạn luôn. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Rồi giờ mời một vị lên đọc lại cái bài từ rồi nha. Alo, ai lên tình nguyện giơ tay. Rồi mời Pina. Dạ con kính tịnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính tịnh lễ quý sư, quý bà, quý cô thư nữ và thầy. Dạ hôm nay con đọc lần đầu tiên có sai, xin đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ. Bài của ngày 16 tháng 7 2021. Ái duyên theo tri kiến có ba: dục ái cam mắt tăng hà, số 2 hữu ái phá quát tăng hà, số 3 phi hữu ái quyết phá quát tăng hà. Dục ái cam mắt tăng hà, sự tham đắm trong các dục tâm sở tham. Số 2 hữu ái phá quát tăng hà, ái tham liên hệ thường kiển tâm sở tham. Số 3 phi hữu ái quý pháp quá tăng hà, ái tham liên hệ đoạn kiến tâm sở tham cộng tà kiến. Tổng số ái có 6 ái nhân 3 tri kiến bằng 18. 18 ái nhân 2 nội ngoại phần bằng 36 ái. 36 ái nhân 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai thì bằng 108 ái. Tăng hà bách chất già u bà đa năng. Ái duyên thủ, thủ có 6 là sắc thủ, thinh thủ, khí thủ, vị thủ, xúc thủ và pháp thủ. Thủ phân theo chi pháp có 4 loại: dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Số 1, dục thủ, cà mu bà đà ná. Khi có sự bám thủ, đeo núi vào các trần cảnh với trần đầy ái, nhiễm phát sanh, từ ái khi đó có dục thủ.
Nói cách khác là khi nào có sự thèm khát, dục vọng, thích thú trong dục lạc, khát khao say đắm, nổi lửa dục, vô tàm, vô ý, phóng thân vào trong dục, khi đó có dục thủ. Rồi số 2, tà kiến thủ, tích thu và đà nát. Khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm chấp thủ, rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, bản ngã là trường tồn, bất sanh, bất diệt, khi đó có tà kiến thủ hoặc có quan kiến cho rằng không có nhân quả. Không có sự chứng đắc thánh trí, không có đời này, đời sau. Khi cho rằng sự bám thủ và các tà kiến chấp sai lầm như chấp thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, bản ngã thường tồn, bất sanh bất diệt, khi đó tà kiến thủ hoặc có quan kiến cho rằng không có nhân quả, không có sự đắc thánh trí, không có đời này đời sau. Số 3, giới cấm thủ. Sila pattupa dana, sila patta, có hai từ ghép là sila và watta. Sila hành động, thường làm giới, watta áp dụng thực tập hành động, silapatta giữ giới cấm, nỗ lực tròn đầy. Khi có những quan kiến chấp thủ cho rằng do tuân thủ các cách tu tập tà lệch, lệ lạc, cúng tế sẽ làm cho tâm được trong sạch hóa, đó là giới cấm thủ. Số 4, ngã luận thủ, attawa tuppadana. Khi có sự hiểu sai, chấp quẩy về tự ngã, sắc là tự ngã trong sắc, thọ tưởng hành thức, như vậy là ngã luận thủ. Ghi chú, đối với tứ thủ, dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, ba thủ sau, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, gom lại là tà kiến thủ. Do vậy, chỉ còn hai thủ là dục thủ và kiến thủ. Sự đoạn trừ của kiến thủ được tìm thấy trong dự lưu đạo, còn dục thủ thì nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Dục thủ thì có mặt trong tám tâm tham, nhưng kiến thủ thì chỉ hiện diện trong bốn tâm tham liên hợp tà kiến. Dục thủ chính là tâm sở tham, còn tà kiến thủ là tâm sở tà kiến. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và thầy và đạo tràng. Rồi, xả thứ. Như vậy là mình đã học tới gì đó. Nói lộn xộn, bây giờ bắt đầu tới là thủ duyên thủ. Thủ duyên thủ là số 9. Số 9, thủ duyên thủ, các vị cái này. Tina này ở Việt Nam hay là ở đâu vậy? Tina ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Úc, ok. Số 9. Tu bà đà na bắt cha già phá quá là thủ duyên thủ. Melbourne. Bây giờ chỗ gần ngày Ajahn Brahm thì phải ha? Ngày Ajahn Brahm cũng ở Melbourne. Bình Đăng Sơn, chỗ khu Bình Đăng Sơn. Giỏi rồi, tử ốc về giỏi rồi. Được chưa? Có ba đàn ạ. Rồi, xuống dòng hữu, hai chấm. Cái gì trở thành
phải, cái có, phải, hiện hữu, phải, sẽ có, phải, sẽ trở thành. Chấm chấm chấm. Cái gì trở thành, cái có, hiện hữu, sẽ có, sẽ trở thành. Thì nó gọi là hữu không? Lúc có bà con vậy nè. Ồ, cách tới 4 tiếng hả? À, chờ pha cách tới 4 tiếng. 4 tiếng cũng được. Không có bà con nha. Bây giờ cùng là bà con rồi đó. Giờ vô là Phật tử chung là bà con rồi. Thấy không? Bà con liên hệ nhau được đó. Rồi, hữu cái gì trở thành? Cái có, hiện hữu, sẽ có, sẽ trở thành. À, như vậy cái chữ hữu này người ta định nghĩa mà như vậy cái gì mà trở thành, chẳng hạn như một cái sự việc gì mình làm nó trở thành thì được gọi là hữu. À, cái gì có xuất hiện, có hiện hữu, hoặc là sẽ có, sẽ trở thành, à, thì đó được gọi là hữu. À, xuống dòng hữu có hai loại là hai chấm, nghiệp hữu và sanh hữu. Hữu có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Tức là về hữu người ta phân cho mình biết là thủ duyên cho hữu thì nó hữu này nó cho mình biết có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. À, phát sanh nó xuất hiện là do từ thủ, do sự chấp thủ này kia nọ thì từ cái chấp thủ nó phát sanh ra nghiệp hữu và sanh hữu. Bây giờ về hữu cho chúng ta biết có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Xuống dòng nghiệp hữu kammapawa. Nghiệp hữu kammapawa. Nghiệp hữu kammapawa. Xuống dòng có ba hai chấm, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Rồi như vậy cho mình biết là từ cái thủ, tức là dục thủ sắc, dục thủ tà kiến thủ, ngã lượng thủ thì vẫn do từ cái thủ đó nó phát sinh ra cái nghiệp, phát sinh ra nghiệp hữu. Tức là cho mình có ba loại từ cái thủ đó phát sinh ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Rồi, tức là cho mình biết là từ thủ nó phát sinh ra nghiệp hữu, thân, khẩu và ý. Dòng a thân nghiệp hai chấm. Là sự cố tạo tác bằng thân hành. Là sự cố tạo tác bằng thân hành. Sai khiến làm các việc thiện hoặc bất thiện. Sai khiến làm các việc thiện hoặc bất thiện. Và sự cố tạo tác bằng thân hành sai khiến làm các việc thiện hoặc là đúng rồi đó. Rồi như vậy thân nghiệp là cho mình biết rằng đây là cái sự tạo tác, cái sự tác hành bằng cái thân nghiệp, tạo bằng cái thân hành mình tạo ra cái thân nghiệp để nó sai khiến cái thân hành này nè làm những cái việc thiện là bất thiện, để tức là cái thân nghiệp là
làm những việc thiện hoặc thân nghiệp, hoặc là bất thiện bằng cái thân này, bằng cái thân nghiệp, cái thân tạo ra nghiệp. Thì như vậy chi pháp của cái thân nghiệp này để tạo ra thiện hoặc là bất thiện, thì về tâm thì có bao nhiêu loại tâm làm ra thân nghiệp? Alo, ai biết giơ tay cho ai? Có bao nhiêu loại tâm có khả năng làm ra thân nghiệp? Mời cô Meta nghe. Rồi cô Meta lên trình bày nghe. Về thân nghiệp có bao nhiêu? Và kể ra. Rồi, mời cô Meta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ, thầy hỏi là có bao nhiêu tâm mà làm tạo nên thân nghiệp? Dạ, theo sự hiểu biết của con thì có tâm tham, tâm tham thì mới làm nên những cái là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là tạo nên thân nghiệp. Dạ con hiểu vậy, không biết phải không thầy? Thì đó là dạ con chỉ hiểu vậy thôi, không biết có đúng sai, xin thầy cho con biết. Sao thế. Rồi mời Tina lên trình bày tiếp rồi. Đọc lại cái câu đó là sự tạo tác bằng thân hành, sai khiến làm các việc thiện hoặc bất thiện. Thì bây giờ những loại tâm nào có thể làm khả năng tạo ra thân nghiệp bằng thiện hoặc bất thiện? Rồi Tina lên rồi. Dạ. Con biết đọc thưa thầy, nhưng mà cái này con trả lời có sai thì thầy sửa giùm cho con, chứ con chưa có làm lắm nha thưa thầy. Dạ. Thân nghiệp là sự cố tạo bằng cách thân hành sai khiến làm các việc thiện hoặc bất thiện. Nếu mà mình làm việc không chín chắn với bản thân thì hoặc là có tâm ý xấu thì sẽ tạo ra những việc bất thiện. Thì theo cái bản thân này thì thầy hỏi về bản tâm thì chắc là nó nằm trong cái phần đầu tiên á, là 12 tâm bất thiện, là những cái tâm này là tạo ra những nghiệp khẩu bất thiện. Dạ con chỉ biết như vậy thôi thưa thầy. Sa thú. Rồi mời một vị khác lên trình bày đây. Tiếp theo bổ sung coi. Alo, Hồng Mai, đúng rồi Hồng Mai. Là quá không có réo cô này. Cô Hồng Mai đó là do tôi coi. Rồi mời Hồng Mai. Dạ con kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ theo cho con biết thì thân nghiệp á, thì gồm chi pháp là 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện, phải không thầy? Thì 12 tâm bất thiện thì gồm thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Và 8 tâm đại thiện thì gồm có tâm đại thiện thọ
thọ hỷ học trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ học trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả học trí vô trợ, và tâm đại thiện thọ xả học trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Thì những cái 12 tâm bất thiện thì tạo những cái nghiệp bất thiện, và tấm tâm đại thiện thì tạo cho ta cái nghiệp quả của tâm của thiện ạ. Dạ con xin hết. Đây, xa thứ, nhưng mà còn nói 12 tâm bất thiện mà mới đọc có 8 tâm tham kìa, nhảy xuống tốt lút dưới kia luôn. Còn nó sân si đâu, ai sân ai si luôn mất tiêu. Rung quá, đâu luôn luôn là. Rồi, lên nói lại rồi. Dạ, đúng rồi, thầy rung quá quên. Dạ, giờ con đọc lại 12 tâm bất thiện nha. Thì tâm tham thì có 8 là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân thì có 2 là tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Tâm si có 2 là tâm si thọ xả hợp hoài nghi và tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ, và có 8 tâm đại thiện thì tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ thưa thầy, xin hết ạ. Xa thứ. Đó, mình có làm vậy mình mới nhớ bài ha, ôm hết cái gì động não rồi nhớ bài đó ha. Rồi bây giờ 12 tâm bất thiện là tạo nên cái thân nghiệp bất thiện, 8 tâm đại thiện tạo nên thân nghiệp thiện, rồi cái gì phối hợp với những cái tâm này để tạo nên những cái nghiệp như vậy, cái gì ai chắc lên coi. Ai lên nói được không cho ta cái gì phối hợp với lại những loại tâm này tạo nên nghiệp bất thiện và nghiệp thiện nơi thân nghiệp. Rồi mời có Nhật Quỳnh xa tấn xa. Nam Mô Bích Thai á, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thật sự nãy giờ Nhật Quỳnh có nhiều việc phân tâm nên không có nhúc nhích, không có tặng hoa đạo tràng, xin hoan hỷ. Nhưng mà nghe Hồng Mai và chị Ta, chị Tina thì cho phép được Nhật Quỳnh theo cái nghĩ của Nhật Quỳnh thôi, để nói cái sai của mình để mình học được nhiều hơn. Thì theo như Nhật Quỳnh á, nếu mà thân mà tạo ra cái điều thiện và điều ác thì do khẩu và ý hợp thành với thân thì mới tạo ra điều thiện và điều ác. Nam Mô Bích Thà giá. Dạ, chỉ Nhật Quỳnh chỉ hiểu được bấy nhiêu thôi ạ. Gì trật lắc vậy? Đang nói thân nghiệp rồi nhảy xuống tới khẩu ý luôn. Ai lên bổ sung coi. Bổ sung. Cái gì phối hợp để tạo nên thân nghiệp với lại những cái loại tâm như trình bày? Rồi mời Hà lên trình bày coi. Hà cho tay coi, lên trình bày coi lý do giải thích sao cho người ta hiểu rồi chứ. Vừa học vừa ôn bài luôn chứ. Giơ tay lên, đâu lại giơ tay lên. Rồi. Dạ Nam Mô Bích Thà, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sàng Khà, dạ con kính đánh lại Ngài Tri Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ hôm nay hình như thầy làm police hay sao, thầy kêu từng người một nghe xấu quá. Dạ, dạ thưa thầy, theo con hiểu thì cái nghiệp hữu thì không thể không có tâm sở tư, vì tâm sở tư tính là karma, là để tạo tác ra
nghiệp thiện hay bất thiện thì nó sẽ đi với các tâm 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện để tạo ra cái thân nghiệp. Dạ, con chỉ hiểu tới đó thôi, con xin cho mất rồi. Rồi, xà thú, xà thú. Như vậy là chín tâm sở tư. À, tâm sở tư là tâm sở tạo nghiệp, ha, phối hợp với lại 12 tâm bất thiện để tạo ra cái thân nghiệp bất thiện. Và nếu tâm sở tư phối hợp với 8 tâm đại thiện thì tạo ra thân nghiệp thiện. Rồi, như vậy quý vị nắm được chưa? Nắm được cái dấu phần này chưa? Chỉ pháp cho này chưa? Xuống dòng ghi, thư ký ghi ra chỉ pháp 2 chấm. Tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới. Tình hảo. Rồi, à, như vậy là chúng ta đã có được cái chi pháp là tâm sở tư và cái tâm sở tạo nghiệp, ha, phối hợp với đồng sanh với lại 12 tâm bất thiện, à, để tạo ra nghiệp bất thiện bằng thân nghiệp, và 8 tâm thiện dục giới tình hảo và phối hợp với lại tâm sở tư tạo nên thân nghiệp, à, thuộc về thân nghiệp thiện. Thì đó là về thân nghiệp. À, bây giờ xuống hàng B, khẩu nghiệp 2 chấm. Khẩu nghiệp là sự cố tạo tác bằng khẩu hành, sai khiến lời nói thiện hoặc bất thiện. Là sự cố tạo tác bằng khẩu hành, sai khiến lời nói thiện hoặc là bất thiện. Là nói về cái khẩu nghiệp, tức là cái lời nói của mình, ha, mà tạo nghiệp, ha, là có một sự cố tạo tác nói. À, nói bằng cái khẩu, phát ra lời nói ra cái âm thanh, là cái khẩu hành, sai khiến cái lời nói của mình, nó là một là thiện, nói điều tốt lành, nói điều đem đến lợi ích cho mọi người, nói điều mà thiện lành, ha, hoặc là bất thiện, là nói những điều xấu, điều chia rẽ, nói đâm thọc, nói ác, nói dối, nói dọc nữa thứ, ha. Thì như vậy khẩu nghiệp là cái sự cố tạo tác bằng khẩu hành, sai khiến lời nói thiện hoặc là bất thiện. Thì như vậy chi pháp 2 chấm. Rồi mời cô Nhật Quỳnh, cô Meta lên nói lại đi. Mời cô Meta lên trình bày lại chi pháp về khẩu nghiệp này như thế nào. Mời cô Meta, kỳ này nói lại chắc ngon lành, ăn ôn lần nữa ha. Mời cô Meta. Alo, cô Minh Lan đã bắt lại. Có nghe không? Alo, quý vị có nghe không? Cô Minh Lan đâu rồi? Cô Minh Lan có nghe không vậy? Nghe ha? Rồi, mời cô Minh Lan lên trình bày chi pháp giống như cái thần nghiệp nãy coi là sao? Mời con. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ thầy, thưa thầy, dạ, về cái khẩu nghiệp thì cũng như thân nghiệp là cũng do tâm sở tư cộng với 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện dục giới tịnh hảo để nói lên những cái lời thiện hoặc là bất thiện, để tạo nên cái khẩu nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Bởi vì thầy mới vừa nói là khẩu nghiệp là sự cố tạo tác bằng khẩu hành, sai khiến lời nói thiện hoặc bất thiện. Thì con thấy đây cũng là do cái tâm sở tư.
cộng với lại 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện dục giới tịnh hảo để tạo nên cái khẩu nghiệp thiện hoặc bất thiện. Và như vậy thầy cho con lặp lại những cái tâm mà hồi nãy cô Hồng Mai mới vừa nói phải không thầy? Dạ, như vậy thì con xin nói là 12 tâm bất thiện gồm có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Về tâm sân thì gồm có tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Và đó là 12 tâm bất thiện cộng với 8 tâm quả đại thiện dục giới tịnh hảo, đó là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, ly trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ và tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ vậy con đã xong. Có chỗ nào sai thì xin thầy sửa cho con. Nãy giờ mà con cũng còn run nữa thầy. Xa lắm, xa lắm. Rồi nhớ chưa? Ôm lại về cô nhớ chắc chưa? Chắc cú á, nhớ mà chính xác á, không có sợ đâu. Run chút xíu mà nhớ bài ha, cho chắc ăn. Rồi xa lắm. Rồi cô thư ký ghi vô giùm luôn. Chi pháp tâm sơ tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo. Vậy mới nhớ bài chứ thôi học đã hỏi lại quên trên không ai nhớ gì trên chết luôn. Rồi à, bây giờ nhớ ghi vô nhà nhớ để ý chú tâm để mình nhớ bài ha. Rồi C ý nghiệp hai chấm là ý nghiệp sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. Sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. Ghi chưa? Sự tư duy tạo tác cái này. Rồi, nghe đọc kỹ, quý vị đọc kỹ cái câu từ định nghĩa không? Ý nghiệp là sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. À, suy nghĩ cho kỹ nha. Rồi, chi pháp hai chấm. Thì bây giờ mời mẹ này. Chi pháp hai chấm. Rồi, mời cô Nancy. Rồi, cô Nancy lên trình bày về ý nghiệp này. Sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. Chi pháp nó là gồm những loại tâm nào? Mời cô Nancy giơ tay giùm cái coi. Cô Nancy đâu rồi? Qua thoát gì đây? Cô
Còn Nancy có nghe không? Alo, giơ tay lên. Mất tiêu rồi. Thôi, chờ lâu quá, mời Giang Nhật Hạ, đổi thay đổi ha, nam nha, mời Giang Nhật Hạ. Mời một chàng trai đẹp trai ha. Đẹp trai phong độ là quý tộc ha. Mời Giang Nhật Hạ giơ tay coi. Chàng trai đẹp trai đã mất rồi. Rồi, nó mất tiêu luôn rồi. Quý vị nào có bên đó là truy lùng và Giang Nhật Hạ giùm. Truy lùng giùm Giang Nhật Hạ trốn mất tiêu rồi. Đẹp trai trốn mất rồi. Trốn thiệt quá. Trốn thiệt quá. Nghe kêu tên trốn mất tiêu rồi. Bỏ rùm chạy luôn à. À, cô Nancy vô lại phải không? Cô Nancy bị kẹt vô lại phải không? Cô Nancy có nghe không? Rồi, cô Nancy lên trình bày lại Gia Nhật Hạ trốn rồi. Rồi, cô Nancy. Cô nghe, cô giơ tay cái này. Đâu rồi? Chạy nó mất nữa rồi. Nancy không có, Giang Nhật Hạ cũng trốn luôn. Thôi rồi, giờ mời Hà. Cô Hà lên trình bày về ý nghiệp coi. Chi pháp của ý nghiệp. Rồi, mời cô Hà. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, thưa Thầy, nó cũng sẽ giống như hai cái phần thân và khẩu, cũng là 12 tâm bất thiện cộng với tâm tâm đại thiện và tâm sở tư đi cùng với nó. Dạ, con xin hết. À, vậy mời thêm vị khác lên ha, Bổ Túc nha. Ai lên, ai lên, Bổ Túc đây để coi kiếm tên. Rồi, mời con Nancy. Dạ, con xin lỗi thầy, hồi nãy con dùng cái phone mà con biết cách làm răng vô để mà nói, con phải mở cái laptop ra. Dạ, dạ rồi, thì cái phần mà ý nghiệp ấy, thì chi pháp của nó là gồm có tâm sở tư phối hợp với 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới và 900 tâm thiện đáo đại. Rồi, xa thú, xa thú đó. À, nó còn à luôn đó. À, đọc kỹ câu đó. Sự tư duy tạo tác các ý nghĩ thiện hoặc bất thiện thuộc hiệp thế. À, hiệp thế à. À, như vậy là siêu thế không có tính vô ha. Thì như vậy chi pháp là tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 thiện dục giới cộng 9 đạo đại. À, có 9 đạo đại nó mới đủ chứ. Thuộc ý nghiệp mà, đạo đại là thuộc về ý, và những tâm thiền mà tạo nghiệp và ý nghiệp. Rồi cho thư ký cho lên đi, thư ký cho lên ghi lên đi. Rồi giờ lên thì mời cô Hồng Mai lên tụng dùm chính tâm đáo đại coi. Mời cô Hồng Mai đã mất tiêu rồi. Vô tay cái coi tụng chính tâm đáo đại coi. Mất tiêu đó rồi. Khi người ta nào trốn mất tiêu rồi. Ai tụng được chính là bại do ta coi. Chính tâm thiện đó lại nha. Tính tâm thiện ghi theo chữ thiện đi. Để ta lộn với là tâm quả tâm gì đó nè. Ai lên được chưa bài.
rô ra. Rồi mời Hà lên. Dạ, Namo Buddha, dạ, dạ, không ai lên con xin. Dạ, tâm, chính tâm thiền đó đại thì có năm tâm thiền sắc giới là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền và tâm ngũ thiền. Và năm bốn tâm thiện vô sắc thì có thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như con thiếu cái gì con xem đọc mà. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ. Con xin hết. Ai xa làm cái gì đó mà quýu cái tên quýu đặc lắc cái này. À, như vậy là mình có được tâm sơ tư phối hợp 12 tâm bất thiện và tạo nên ý nghiệp bất thiện, 8 tâm thiện giới tạo nên ý nghiệp thiện và 9 đạo đại cũng tạo ý nghiệp thiện. Thì ghi lại chỗ này chưa rõ ràng ha. Mới thì chi pháp rõ ràng ha. Ok rồi. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng. Nghiệp hữu và hành tương đương. Nghiệp hữu và hành là tương đương. Hành cũng là tạo nghiệp ha, là phi phúc hành và bất động hành. Thì nghiệp hữu nó cũng vậy thôi, cũng là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nghiệp hữu và hành là tương đương. Đánh cái bông đó là. Rồi, xuống dòng. Sanh hữu. Sanh hữu. Copy cái chữ này. Upapatti bhava. Upapatti bhava. Sanh hữu. À, xuống dòng. Khi có sự sanh, sự hiện hữu các uẩn. Khi có sự sanh, sự hiện hữu các uẩn trong các cõi. Khi có sự sanh, sự hiện hữu các uẩn trong các cõi do nghiệp hữu. Phải, khi đó có hữu. Khi có sự sanh, sự hiện hữu các uẩn trong các cõi do nghiệp hữu, thì đó có sanh hữu. À, tức là đây ta cho mình biết là khi nào mà có một cái sự phát sanh, sự sanh ra, sự hiện hữu về các uẩn, tức là sắc thọ hành thức trong các cõi do nghiệp hữu nó làm, thì khi đó được có cái gọi là sanh hữu, tức là có cái sự hiện hữu của cái sự sanh ha. Rồi xuống dòng, sanh hữu nói gọn có ba. Sanh hữu nói gọn có ba. Hai chấm. Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó là sanh hữu. Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Và khi nói đến sanh hữu thì người ta cho mình biết có ba loại là do nghiệp nghiệp hữu tái tạo có được cái sự dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Rồi xuống dòng, nói rộng có ba nhóm ba. Có ba nhóm ba, ba nhóm, mỗi nhóm là ba chi pháp.
thì nói rộng có ba nhóm, ba hai nhóm. Nói rộng có ba nhóm ba. Bây giờ một dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Một dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Và nhóm ba đầu ha, nhóm ba một ba, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. À, rồi B. Hữu tưởng hữu. Hữu tưởng hữu. Vô tưởng hữu. Phi tưởng phi phi tưởng hữu. Hữu tưởng hữu. Vô tưởng hữu. Phi tưởng phi phi tưởng hữu. Rồi C. Và nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu và ngũ quẩn hữu. Nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu. Rồi, tổng số sử dụng là tổng số ba nhóm. Tổng số ba nhóm sanh hữu hai chấm. 3 x 3 bằng 9. Như vậy sanh hữu này về nhóm có ba loại nha, mỗi loại có ba, tức là dục hữu, cảnh giới thuộc dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Rồi nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là hữu tưởng hữu, tức là có tưởng. À, vô tưởng hữu tức là không có tưởng, tức là cảnh giới không có tưởng. Hoặc là phi tưởng phi phi tưởng hữu, tức là không tưởng mà không không tưởng. À, thì có được ba loại tưởng. À, như vậy hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu và phi tưởng phi tưởng hữu. Và nhóm ba nhất quẩn hữu, tức là chỉ có một quẩn thôi, tức là sắc quẩn, rồi cõi vô tưởng ha, là sẽ có sắc quẩn. Rồi tứ quẩn hữu là cõi vô sắc thì có tứ danh quẩn, là tứ quẩn hữu. Và ngũ quẩn hữu là cõi năm quẩn ha, là cõi mà đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, đủ năm quẩn. À, cõi dục rồi cõi sắc hữu, dục hữu sắc hữu là có ngũ quẩn hữu. Thì như vậy ba nhóm này, một ba nhóm ba thì chúng ta là có đầy đủ là tất cả là chín, nhân lên thì chúng ta sẽ có được chín hữu, chín cái sanh hữu này. Rồi xuống dòng, tất cả sanh hữu này được tìm thấy trong 31 cõi trong tam giới. Tất cả sanh hữu này được tìm thấy trong 31 cõi trong tam giới. Tìm thấy trong 31 cõi. À, như vậy là chính cái sanh hữu này là được tìm thấy trong 31 cõi trong tam giới là có đầy đủ, không thiếu gì hết ha. Rồi bây giờ xuống dòng, một dục hữu, là giờ mình đi vô chi tiết ha. Một dục hữu ra mắt phá quá, dục hữu. Đây là nói về cõi liên hệ đến dục ha, tức là thuộc về cõi dục giới. Thì chúng ta có 11 cõi thuộc dục giới.
đủ năm uẩn, có 11 cõi thuộc dục giới, đủ năm uẩn. Có 11 cõi thuộc dục giới, đủ năm uẩn. Được chưa? Tức là về dục hữu á, ta cho mình biết mà có 11 cõi thuộc dục giới, có đầy đủ năm uẩn. Rồi, giờ ai lên trình bày giùm 11 cõi dục giới này là những cõi nào đó? Alo, ai tình nguyện cho tay đi. 11 cõi dục giới học rồi hết rồi nha. Rồi, mời hả. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, thưa Thầy, 11 cõi thuộc dục giới có đủ 5 uẩn là 4 cõi đọa, 1 cõi người, 6 cõi vui, 6 cõi thiền, dục giới và tất cả 11 có đầy đủ 5 uẩn. Sai rồi. Ai lên đây. Ai lên bổ túc lại coi. Bình tĩnh nha quý vị, bình tĩnh mà rung nha. Rồi, mời Hồng Nhân. Dạ, con thưa Thầy, 11 cõi thuộc dục giới đủ 5 uẩn thì bao gồm có 4 cõi khổ, người là 6 cõi trời vui, 4 cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, sai nu la, 1 cõi người, cõi nhân loại, 6 cõi trời vui, tứ thiên vương, đao lợi, đâu xuất, tự tại, hóa lạc và tha hóa tự tại. Dạ, đó là 11 cõi đó, thưa Thầy. Dạ, con sắp xếp có khi hơi lộn. Con kính tri ân Thầy, con xin xuống mít. Đây, xà thử. Còn Hồng Dung nói đúng không? Hà nói là lộn với cõi thiền rồi, đặt rồi. Sao cõi thiền rồi mất? Còn có bạn đã nói sắc gọi thiền trật rồi, đâu có thiền đâu đấy. Thấy chưa? Lâu có nói gọi thiền rõ ràng. Ai hỏi cái gì cơ, phải đúng không? Phải Hà lại nói sắc gọi thiền không? Rồi, tôi nghĩ ghi vô. 4 cõi khổ, 1 cõi nhân loại. 4 cõi khổ cộng 1 cõi nhân loại, cộng 6 cõi trời dục giới bằng 11 cõi dục giới. 4 cõi khổ, 1 cõi nhân loại, cộng 6 cõi trời dục giới bằng 11 cõi dục giới. Rồi, đó là thuộc về dục hữu. Rồi, số 2 là sắc hữu, ru bát phá quá. Sắc hữu, ru bát phá quá. Có 16 cõi thuộc sắc giới, đủ 5 uẩn và 1 uẩn. 16 cõi thuộc sắc giới, đủ 5 uẩn và 1 uẩn. Có sự hiện hữu, xuống dòng, có sự hiện hữu của các vị Phạm Thiên ở 16 cõi sắc giới. Có sự hiện hữu của các vị Phạm Thiên ở 16 cõi sắc giới thì đó được gọi là sắc hữu, tức là đây nói về những vị Phạm Thiên ở cái cõi thuộc về 16 cõi sắc giới.
dòng số 3 là vô sắc hữu. Arubha-pha-wa. Vô sắc hữu. Số 3. Vô sắc hữu. Arubha-pha-wa. Dòng có bốn cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn, có bốn cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn. Đó là vô sắc hữu, tức là có bốn cõi thuộc vô sắc giới, có tứ danh quẩn. Và có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên, có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên, bốn cõi vô sắc, có sự hiện hữu các vị đại phạm thiên, bốn cõi vô sắc. À, tức là nói về cõi vô sắc hữu thì có bốn cõi, mà trong đó những cái cõi đó có những vị đại phạm thiên. À, bốn cõi vô sắc đó. Rồi, đó là số 3 là vô sắc hữu. Rồi, số 4, hữu tưởng hữu. Sanh ni phá quá. Hữu tưởng hữu. Sanh ni. Sanh 2 dân là. Sanh ni 2 dân là. Có dấu quyền ở chữ ni. Sanh ni phá quá. Thuộc về hữu tưởng hữu, tức là có tưởng ha, cõi có tưởng ha, hữu tưởng hữu. À, tức là ở đây cái chi thứ tư này, cái khoảng thứ tư nói về hữu tưởng hữu, tức là những cái cảnh giới có tưởng, tức là có tâm và hữu tưởng hữu. Thì như vậy là ai lên trình bày được hữu tưởng hữu là những cảnh nào đâu, những cõi nào? Alo, ai trình bày được không? Hữu tưởng hữu. Dạ, con thưa thầy, hữu tưởng hữu, nếu mà tính theo có tâm thì có 30 cõi, là 31 trừ cõi vô tưởng. Nhưng riêng cõi vô tưởng thì có khi có tâm, có khi không có tâm. Do đó hữu tưởng hữu thì mình chỉ lấy 29, tức là 31 trừ cõi vô tưởng và cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Dạ, như vậy con biết. Dạ, ý kiến con là như vậy đó thưa thầy. Đây, xa thứ, xa thứ. Thì nói cho rõ là mình ghi có 29 cõi. Có 29 cõi. Hai chấm. Rồi, 11 cõi dục giới. À, là có tưởng ha, 11 cõi dục giới là có tưởng. 11 cõi dục giới. 10 cõi sắc giới, lại mình học là 16 cõi sắc giới, nhưng mà trừ vô tưởng ra, thành ra cõi sắc giới chỉ còn có 15. Bây giờ 15 cõi sắc giới. Rồi,
vô tưởng cõi vô sắc á, thì có bốn cõi, nhưng mà trừ cái phi tưởng, phi tưởng ra thì nó thuộc về riêng, thì như vậy còn là ba cõi vô sắc giới. Như vậy ba cõi vô sắc, thì như vậy chúng ta có được 29 cõi hữu tưởng hữu, 11 cõi dục giới, 15 cõi vô sắc, 15 cõi sắc giới và ba cõi vô sắc giới. Thì như vậy có được 29 cõi thuộc xếp vô nhóm hữu tưởng hữu. Được chưa? Ghi lại nguyên một dọc cho nó rõ ràng ha. Cô thư ký rồi. Rồi, gọi về gom lại cho nó, ta ghi lại cho kịp ha. Có 29 cõi, 11 cõi dục giới, cộng 15 cõi sắc giới, cộng 3 cõi vô sắc giới. À, mình gom lại cái cho nó gọn. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Có sự hiện hữu của các chúng sanh có tưởng thô. À, nhấn cái tưởng thô này lên ha. Có sự hiện hữu của các chúng sanh có tưởng thô trong 29 cõi dục, sắc và vô sắc. Có sự hiện hữu của các chúng sanh có tưởng thô, gạch đích cái chữ tưởng thô là cái nào, trong 29 cõi dục, sắc và vô sắc. Mở ngoặc, trừ một cõi vô tưởng và một cõi phi tưởng, phi tưởng, đóng ngoặc. Có sự hiện hữu của các chúng sanh có tưởng thô trong 29 cõi dục, sắc. Tưởng thô là tưởng là thô hơn cái tưởng tế, nó thô thiển, còn phi tưởng, phi tưởng là tưởng tế. À, tại nên nó không có xếp vô cái nhóm hữu tưởng này. Đó. Thấy chưa? Mà tưởng nó thô hơn là cái tưởng phi tưởng, phi tưởng. Tại nên nó trừ cái phi tưởng, phi tưởng ra là thành ra một cái nhóm riêng. À, là ra một cái tầm riêng nữa ha. Phi tưởng, phi tưởng là nãy chia ra nằm riêng bên đó, nằm riêng với cái nhóm riêng đó. Hữu tưởng hữu là không có cái phi tưởng, phi tưởng đó. Coi lại bài nãy bộ không ghi vậy sao không biết kìa. Vô tưởng hữu là riêng, mà hữu tưởng hữu là riêng, mà phi tưởng phi phi tưởng hữu là riêng, nằm riêng hết. Cái phi tưởng phi tưởng hữu là nằm riêng bởi vì nó thuộc tế, nó thuộc về cái tưởng vi tế. Còn những cái kia thì nó thuộc tưởng thô. Còn vô tưởng thì không có tưởng, thì không có tính được. Châu ghi được chưa? Có sự hữu các chúng sanh tưởng thô. Rồi, đúng rồi đó. À, thì như vậy có sự... cái hữu tưởng hữu này tức là có cái sự hiện hữu, cái sự có mặt của chúng sanh mà có tưởng thô, tức là có tưởng rõ rệt trong 29 cõi dục, gồm cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, tức là 11 cõi dục, 15 cõi sắc giới và 3 cõi vô sắc giới, trừ cõi vô tưởng, bởi vô tưởng thì không có tưởng, thì không được xếp vô nhóm hữu tưởng hữu, và một cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Cõi phi tưởng, phi tưởng tức là cõi này thuộc về tưởng tế, tức là vi tế, có tưởng như không có tưởng, là nó vi tế tới mức độ gần như là không có tưởng, thì nó thuộc xếp vào tưởng vi tế. Còn những cái ngoài trừ ra cái phi tưởng này thì những cái còn lại gọi là tưởng thô.
Rồi, xuống dòng. Số 5. Vô tưởng hữu. Á sanh ni phá quá. Cũng giống như hữu tưởng hữu, nhưng mà thêm chữ á vô là tiếp vào ngữ. Á vô là không. Vô tưởng hữu. Á sanh ni phá quá. Có một cõi vô tưởng với sắc quẩn. Có một cõi vô tưởng với sắc quẩn. Có sự hiện hữu của chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. Có sự hiện hữu của chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. Rồi, đó là đơn giản là vô tưởng hữu là chỉ có một ha. Rồi, số 6 là phi tưởng, phi tưởng hữu. Sanh ni na, sanh ni phá quá. Có bị dẫn hai dài chứ. Sanh ni na, sanh ni phá quá. Rồi, xuống dòng. Có một cõi thuộc tứ danh quẩn. Có một cõi thuộc tứ danh quẩn, tức là cõi phi tưởng, phi tưởng hữu này thì chỉ có một thôi, cõi thuộc về tứ danh quẩn. Có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên, cõi vô sắc cao nhất. Có sự hiện hữu của các vị đại phạm thiên cõi vô sắc cao nhất, thuộc về cõi phi tưởng phi tưởng á. Rồi, như vậy là cõi hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi tưởng hữu, trình bày chúng ta đã được trình bày hết ha. Và bây giờ ta mới nói tới vấn đề về quẩn. Về một quẩn, bốn quẩn, năm quẩn ha. Rồi số 7 là nhất hữu. Số 7 là nhất quẩn hữu. Ê, cái vô ca rất khó quá, nhất quẩn hữu. Số 7. Nhất quẩn hữu là chỉ có một quẩn duy nhất, là chỉ có một quẩn duy nhất, tức chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. Là chỉ có một quẩn duy nhất, tức chúng sanh thuộc cõi vô tưởng. Thì khi tôi nói tới quẩn thì một quẩn, tức là nhất quẩn, là chỉ có một quẩn thôi, là sắc quẩn, tức là chúng sanh thuộc cõi vô tưởng, sanh trên đó là chỉ có sắc quẩn thôi, không có tứ danh quẩn kia. Thì như vậy được xếp vô gọi là nhất quẩn hữu, có một quẩn.
Rồi xuống dòng số 8, tứ quẩn hữu. Tứ quẩn hữu. Chá tu vô cà ra phá quá. Tứ quẩn hữu. Chá tu vô cà ra phá quá. Có bốn quẩn, có bốn quẩn, tức danh quẩn, thuộc các vị đại phạm thiên cõi vô sắc. Có bốn quẩn, tức danh quẩn, thuộc các vị đại phạm thiên cõi vô sắc. À, tức là đây nói về tứ danh quẩn ha, tức là tứ quẩn ha, bốn quẩn là thuộc về danh quẩn, tức là thuộc về những vị phạm thiên ở cõi vô sắc, là chỉ có danh quẩn thôi, tức là có tứ quẩn hữu này, không có sắc quẩn, đã được xếp vào nhóm là tứ quẩn hữu. Rồi số 9, ngũ quẩn hữu. Ngũ quẩn hữu. Bành cho vô cà ra phá quá. Ngũ quẩn hữu. Có năm quẩn. Với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc. Có năm quẩn. Với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc. Thuộc 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới, trừ vô tưởng. Có năm quẩn với tất cả chúng sanh có đủ danh sắc, thuộc 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới, trừ vô tưởng. Rồi, tức là ngũ quẩn hữu, tức là có năm quẩn, với tất cả những chúng sanh có đủ cả danh và sắc, tức là có thân có tâm đầy đủ ha, thuộc về 11 cõi dục giới là có đủ nè, 15 cõi dục sắc giới cũng có danh sắc đầy đủ, trừ vô tưởng ra. Vô tưởng thì chỉ có sắc không có danh, cho nên cõi sắc giới thì trừ ra một là còn có 15, dục giới lấy hết là 11, thì như vậy ngũ quẩn hữu chúng ta có 11 cõi với lại 15 cõi sắc giới, đó là ngũ quẩn hữu. Thì như vậy về nhất quẩn thì có một, tứ danh quẩn thì cũng có một, ngũ quẩn hữu thì mình có được dục giới và sắc giới, còn tứ quẩn hữu thì mình chỉ có là vô sắc, nhất quẩn hữu thì chỉ có vô tưởng, đó là như vậy ha. Rồi xuống dòng ghi chú. Ghi chú. Ghi chú ra copy này. Rồi phần xuống cái cho nó rõ bạn giúp. Đối với loại hữu nào phát sanh do từ dục thì cái đó được gọi là dục hữu, tức là những cái hữu nào, những cái sự hiện hữu nào mà phát sanh do từ dục thì cái đó được gọi là dục hữu. Rồi,
nào phát sanh do ly dục, nhưng mà ái sắc thì gọi là hữu. À, tức là những cảnh giới thuộc về được gọi là sắc hữu, cảnh sắc giới đó. Do ly dục ly ác các biện pháp chứng đắc thiền, nhưng mà ái sắc tức là dính vào cái sắc hữu. Và hữu nào phát sanh do ly sắc nhưng mà ái vô sắc thì gọi là vô sắc hữu, tức là bị dính mắc vô vô sắc. Thì hữu nào phát sanh do ly sắc nhưng mà ái vô sắc là vô sắc hữu. Hữu nào có tưởng là tưởng hữu. Hữu nào có tưởng là tưởng hữu. Rồi hữu nào không có tưởng là hữu vô tưởng. Hữu nào không có tưởng là hữu vô tưởng. Tức là hữu nào mà có tưởng thì được gọi là hữu tưởng. Còn cái hữu nào cảnh sanh giới, cảnh giới nào mà không có tưởng thì gọi là hữu vô tưởng. Rồi hữu nào có tưởng thô là hữu tưởng hữu. À, tức là chỗ nào có cái tưởng thô thì gọi là hữu tưởng hữu. Còn hữu nào mà không có mặt tưởng thô, có tưởng tế thì là phi tưởng, phi tưởng hữu. Hữu nào không có mặt tưởng thô đấy là phi tưởng hữu. Có hữu năm quẩn, hữu bốn quẩn và hữu một quẩn. À, tức là có đầy đủ năm quẩn có, bốn quẩn có, một quẩn có. Tất cả hữu này đều do nghiệp tác thành. À, tức là chính là do nghiệp tác thành. Tác thành là phát sinh là những cái hữu này. Do nghiệp hữu tác thành, do có cho ra hữu năm quẩn, hữu bốn quẩn và hữu một quẩn. Thì như vậy tất cả những cái quẩn này phát sanh ra được là do chính vì do nghiệp nó tác thành, nghiệp tái tạo. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng. Không có nghiệp hữu thời không có sanh hữu. À, đánh cái bông cho bự cho đẹp vô cho ta. Không có nghiệp hữu thời không có sanh hữu. Tức là nếu mà không có nghiệp hữu, tức là không có sự tạo tác tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì hữu này không có mặt. À, cho nên chính vì như vậy do ái duyên thủ, thủ duyên cho hữu, mà trong hữu này là có nghiệp hữu, và do trong có nghiệp hữu thì sự sanh hữu nó sẽ có mặt trong tương lai. Vì vậy khi mà không có nghiệp hữu thời không có sanh hữu. Được chưa? Rồi xuống dòng cái phần chót nữa. Thủ duyên hữu tương ưng. Thủ duyên hữu tương ưng. Viết chữ bự lên chứ, chữ nhỏ chứ. Phần chính mà. Thủ duyên hữu tương ưng. Rồi. Là nói về thủ, có duyên cho hữu thì có những sự tương ứng như sau. Dục thủ. Dục thủ nha, dục thủ mà duyên cho dục hữu. À, dục thủ duyên cho dục hữu. Có đủ năm quẩn và thuộc tưởng hữu. À, tức là khi mà có dục thủ, tức là sự chấp thủ và dục mà nó duyên cho phát sanh ra dục hữu thì lúc đó có năm quẩn. Thì từ cảnh dục, tức là có dục năm quẩn và thuộc về tưởng hữu, tức là có tưởng, có tâm, tức là có thuộc về dục hữu thì nó có đủ năm quẩn và có tưởng. Rồi sắc thủ. Sắc thủ duyên sắc thủ. Khi mà sắc thủ nó duyên cho sắc thủ, tức là sự chấp thủ về sắc á, duyên ra sắc thủ thì năm quẩn có đầy đủ không? Một quẩn cũng có. Tức là năm quẩn là có
sắc thọ tưởng hành thức là cõi sắc giới có đầy đủ năm quẩn không, nhưng mà một quẩn cũng có, tức là vô tưởng vẫn có như thường, tức là năm quẩn có, một quẩn có, tưởng hữu có, tức là có tưởng có mà không có tưởng cũng có luôn. À, thì như vậy sắc thủ duyên sắc hữu cho mình biết là có năm quẩn, một quẩn tưởng hữu và vô tưởng hữu. À, tức là cõi sắc giới thì nó có đầy đủ năm quẩn cũng có ha, mà một quẩn tức là cõi vô tưởng có, tưởng hữu thì có mà vô tưởng hữu cũng có, tức là có tâm có mà không có tâm cũng có. Thì như vậy sắc thủ duyên cho sắc hữu tương đương là như vậy. Rồi vô sắc thủ duyên vô sắc hữu, à, sự vô sắc thủ duyên vô sắc hữu thì có tứ danh quẩn, à, có bốn danh quẩn. Tưởng hữu có, phi tưởng, phi phi tưởng hữu có, à, thì như vậy có bốn danh quẩn là tưởng hữu, phi tưởng hữu có. Thì đó là vô sắc thủ, à, duyên cho vô sắc hữu. Cảnh giới vô sắc thì có tứ danh quẩn, họ tưởng hành thức là thuộc về cõi vô sắc, thì nó có tâm có, là tưởng hữu có nè, và phi tưởng phi tưởng hữu có đầy đủ á, và có tưởng hữu có phi tưởng hữu. Rồi đó là thủ duyên hữu tương ứng ra vậy. Như vậy đối với ba hữu, như vậy đối với ba hữu nãy có rồi phải không? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, duyên từ tứ thủ. À, duyên từ tứ thủ nãy mình học á, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luân thủ á. À, như vậy ba cái hữu này, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, duyên từ tứ thủ, từ đó mình có được ba nhân bốn bằng 12 hữu. À, đó là cái phần mà thủ nó duyên cho hữu, là chúng ta cuối cùng hữu phát sanh ra chúng ta có được là 12 hữu do duyên từ dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu nhân cho bốn cái thủ, bốn cái tứ thủ đó, nó làm duyên phát sanh ra ba cái hữu này. À, cho chúng ta có tất cả là 12 hữu. Rồi như vậy là chấm dứt cái phần mà thủ duyên cho hữu là nghiệp hữu và sanh hữu. Đó là phần chi tiết cách rõ ràng để cho quý vị nắm được tất cả. Nắm được không quý vị? Nắm được bài không? Alo. Đấu ha, nắm được ha, bài rất là tuyệt vời ha, cái bài pháp về cái diễn duyên này mình đi sâu vô mình thấy rất là xa thú ha. Rồi vậy là chúng ta đã học xong cái phần thủ duyên cho hữu, gồm có nghiệp hữu và sanh hữu, phân tích chi tiết đầy đủ. Rồi vừa đúng hết giờ ha, lố chút xíu ha. Nghe lại đi nha, chuyện khó chịu khó nghe lại nha. Rồi từ sau là mình vô là hữu duyên cho sanh, từ sau là hữu duyên sanh. Đấy, cái này quý vị phải chịu khó đọc bài ha, đọc đi đọc lại được lại, rồi mình nghe đi nghe lại nhiều lần từ từ nó thấm á, chứ bây giờ không phải dễ hiểu đâu, từ từ nó mới thẩm thấu vô ha. Rồi từ sau mình học hữu duyên sanh. Rồi, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời MC lên làm việc. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để đạo tràng được học nghe và hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và một lần nữa thành kính tri ân thầy. Và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Thầy Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư. Nếu sư có trước máy, dạ sa thú. Con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Uột tam ăn ghê na quan đê hăng ba đà phẳng xâm qua ruột tam ăn buốt tê dô ca li tâu đô sơ buốt thô. Khamma tu tăng ma măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhân Đức Phật là đấng Chí Tôn Chí Thánh.